Nếu tôi trúng số thì cuộc đời của tôi sẽ giàu to. Nếu chiều nay tôi trúng số thì cuộc đời của tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ mua nhà lầu, tôi sẽ mua xe hơi. Đã bao nhiêu lần bạn nghe một người nào đó nói về điều này? Rất thường xuyên đúng không? Nhưng mà bạn sẽ không bao giờ nghe một người thật sự giàu có nói là họ muốn làm giàu từ việc trúng số. Vậy thì người giàu và người nghèo tư duy khác nhau như thế nào? Trong video này sẽ miêu tả một số điểm khác biệt giữa người giàu và người nghèo trong cách họ tư duy. Và khi mà tôi nói người giàu hay người nghèo, tôi đang nói về cách tư duy của họ hơn là con người họ. Thứ nhất, người giàu tin là tôi tạo ra cuộc đời của tôi. Người nghèo tin, cuộc sống toàn những điều bất ngờ xảy đến với tôi. Lần cuối cùng mà bạn nghe những người tỷ phú như là Bill Gates hay là Warren Buffett nói là họ sẽ đầu tư 10% thu nhập của họ để mua vé số hay là để chơi cờ bạc là khi nào? Tất nhiên câu trả lời là không bao giờ, nhưng người nghèo sẽ làm điều đó. Nếu bạn muốn làm giàu và thành công thì bạn phải tin rằng điều đó hoàn toàn do mình quyết định và làm chủ. Đừng bao giờ mong đợi hay đổ lỗi cho bất kỳ ai trong chuyện này. Bạn phải hiểu rằng bạn là người tạo ra thành công của bạn và bạn cũng chính là người tạo ra cuộc sống hiện tại mà bạn đang có. Nếu bạn không thích cuộc sống mà bạn đang có thì bạn phải là người thay đổi nó. Thứ hai, người giàu ngưỡng mộ những người thành công và giàu có khác. Người nghèo bực tức với những ai thành công và giàu có. Thế là bạn đang đi trên đường và có một chiếc xe hơi bóng loáng đậu trước mặt bạn. Bước ra khỏi xe là một người đàn ông ăn mặc sang trọng và đi cùng một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Trong đầu bạn sẽ nghĩ gì? Chắc là thằng đó nó hên thôi. Hay là chắc là nó sinh ra trong một gia đình giàu có. Hay là thằng đó nó giàu nhưng mà chưa chắc nó vui. Hay là con nhỏ đó chắc là theo thằng đó chỉ vì tiền thôi. Hay là tôi không thích mấy người giàu có mà hay khoe của. Nếu bạn có một trong những suy nghĩ trên thì tôi biết chắc là bạn vẫn chưa đạt được cái mục tiêu tài chính mà bạn luôn khao khát. Người nghèo thường nhìn thành công của người khác bằng thái độ khinh khi, pha lẫn đố kỵ, thậm chí là tức giận và ganh ghét. Một khi mà bạn cảm thấy người giàu là xấu xa ở bất cứ khía cạnh và góc độ nào và bạn muốn trở thành người tốt thì bạn sẽ không bao giờ giàu có. Tại sao ư? Tôi hỏi bạn nhé. Làm sao mà bạn có thể trở thành người mà bạn luôn xem thường hay khinh ghét được? Một trong những videos trên channel của tôi là câu chuyện và bài học thành công của Chris Gardner. Nếu bạn chưa xem cái video đó thì tôi đề nghị là bạn nên xem sau khi xem video này. Khi Chris Gardner vẫn còn sống ngoài đường và thất nghiệp, ông ấy gặp một người đàn ông thành công và ăn mặc sang trọng bước ra từ chiếc xe Ferrari. Thế là Chris chạy tới và hỏi ông ấy đã làm gì để trở nên giàu có và ông ấy đã làm điều đó như thế nào. Đó chính là điều bạn cần phải làm. Một khi bạn thấy một ai đó thành công và đạt được những cái kết quả mà bạn muốn, thay vì ganh ghét hay đố kỵ họ, bạn phải học hỏi từ họ. Thay vì chỉ trích và phê phán hay nói xấu họ, bạn hãy nói, họ làm được, tôi cũng làm được. Người giàu hay người thành công đều không hoàn hảo, bạn và tôi cũng vậy. Họ chỉ khác bạn ở điểm duy nhất là họ thành công hơn bạn trong lĩnh vực tài chính. Nếu bạn cũng muốn được như vậy thì hãy ngưỡng mộ và học hỏi. Chính là điểm khác biệt tiếp theo giữa người giàu và người nghèo. Người giàu quản lý tiền của họ rất giỏi, người nghèo không biết cách quản lý tiền của họ. Giả sử bạn có một đứa con 4 tuổi và bạn dẫn nó đi ra ngoài công viên chơi, và có một người bán kem chạy xe tới, và thế là con của bạn muốn ăn kem. Vì thương con của bạn cho nên bạn mua cho nó một cái kem. Nó rất là mừng và nó vừa đi vừa ăn. Nhưng mà mới đi có mấy bước thì nó làm rớt cái kem xuống đất. Nó khóc lên sầm. Và vì bạn thương con cái của mình cho nên bạn quay lại mua cho nó cái kem thứ hai. Nhưng lần này nó nhìn thấy hình quảng cáo trên thùng kem là có cái kem 7 tầng này trông rất là hấp dẫn và nó đòi bạn mua cho nó bằng được. Câu hỏi, bạn sẽ mua hay là không? Tất nhiên là không rồi, đúng không? Tại sao? Vì cây kem lúc nãy nhỏ hơn và ít hơn mà nó cầm ăn cũng không xong, thì làm sao mà nó có thể cầm cái kem 7 tầng này mà ăn được? Và tiền cũng giống như vậy. Cho tới khi nào bạn học được cách quản lý tiền thì bạn mới có thêm tiền để quản lý. Bài học ở đây hết sức đơn giản. Nó không quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng là bạn quản lý nó hiệu quả như thế nào. Nếu như thu nhập của bạn được khoảng 10 triệu một tháng mà bạn không biết cách quản lý được nó, thì điều gì khiến bạn tin là bạn sẽ có thể quản lý được 100 triệu một tháng? Ở nước ngoài, tôi biết được có một số người bác sĩ hay là phẫu thuật thẩm mỹ. Một số họ có thể kiếm hơn 1 triệu đô một năm, nhưng mà tới mùa khai thuế thì họ không còn tiền để đóng thuế và họ phải mượn tiền của người khác để đóng thuế. Cho nên học cách quản lý tiền một cách hiệu quả quan trọng hơn là số tiền mà bạn kiếm. Người giàu không khôn ngoan hay thông minh hơn người nghèo, nhưng về chuyện tiền bạc thì họ biết cách quản lý hiệu quả hơn người nghèo. Cách thức bạn quản lý tiền bạc chính là sự khác biệt lớn nhất giữa thành công và thất bại trong tài chính. Đơn giản thôi, để làm chủ đồng tiền, trước hết bạn phải quản lý được nó. Video này vừa chia sẻ về ba sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo trong cách họ tư duy.
Nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm về những điều